Chúa đến ôi thật bất ngờ. Chẳng biết khi nào, ngày đến ra sao. Cho con tỉnh thức chờ mong Chúa đến bằng tình yêu mến, vươn lên cuộc sống thiện toàn. Mùa vọng là thời gian nhắc nhở cho con, Chúa luôn bất ngờ đến, để con đừng sống u mê, để con đừng sống lê thê xa vòng tâm tối hư vô. Như ngọn đèn trầu cho con luôn sáng ở trước thiên nhan. Ngày Chúa đến ôi thật bất ngờ, chẳng biết khi nào, ngày đến ra sao. Cho con tỉnh thức chờ mong Chúa đến bằng tình yêu mến, vươn lên cuộc sống thiện toàn. Mùa vọng, mùa canh tân chính bản thân con, để con sẵn sàng luôn nhiệt tâm cùng với anh em dựng xây cuộc sống an vui cho đời thêm tốt tươi hơn. Tiêu diệt hận thù, xua tan ghen ghét để sống yêu thương. Ngày Chúa đến ôi thật bất ngờ, chẳng biết khi nào, ngày đến ra sao. Cho con tỉnh thức chờ mong Chúa đến bằng tình yêu mến, vươn lên cuộc sống thiện toàn. Sống cho nhau đón đợi vinh phúc mai sau. Giữa lòng cuộc đời con nên nhân chứng ngày Chúa quang lâm. Ngày Chúa đến ôi thật bất ngờ, chẳng biết khi nào, ngày đến ra sao. Cho con tỉnh thức chờ mong Chúa đến bằng tình yêu mến, sống thiên đời con.
tôi chẳng phải vững tin nơi Ngài. Đời con Chúa không giữ gìn, con sẽ lầm lạc. Con tim chẳng có tình thương, bơ vơ bàn chân hững hờ bước đi. Đời con sẽ khô héo hoài khi mất tình Ngài. Như cây tàn úa già nua, như sông khô nước cần nguồn Chúa. Chính là lẽ sống dẫn dắt đời con về bên an vui. Chúa chính nguồn sinh phúc dẫn bước đường đi về nơi mong chờ. Dẫu bước đường nguy khó, bóng tôi phù che chẳng thấy tương lai. Dẫu vẫn còn lầm lỡ, mãi mãi chẳng phải vững tin nơi Ngài. Không quan ngại sinh xuống làm người, ra đi làm chứng tình yêu, tâm tư buồn vui kiếp người chứng nhân. Chiều nắng bước lê dốc mòn vai vác thân hình, say mê Ngài chết vì yêu, yêu thương yêu hết mọi người. Đời con về bên an vui, Chúa chính nguồn sinh phúc dẫn bước đường đi về nơi mong chờ. Dẫu dẫu bước đường nguy khó, bóng tôi phù che chẳng thấy tương lai. Dẫu vẫn còn lầm lỡ, mãi mãi chẳng phải vững tin nơi Ngài. Dẫu Chúa bao trùm.
Nhật ký 1421. Những chị dự giờ chầu vào lúc ấy gồm có mẹ bề trên và một vài chị em khác. Nhưng tôi nhận ra chính lời cầu nguyện của mẹ bề trên đã đánh động trời cao, và tôi vui mừng vì có những linh hồn đẹp lòng Thiên Chúa. Nhật ký 1422. Trong giờ giải trí hôm sau, khi tôi dò hỏi để biết những chị nào đã tham dự giờ chầu vào khoảng từ 4 đến 5 giờ, một chị đã la ầm lên: "Này chị, tại sao chị lại hỏi thế? Có lẽ chị đã được một mặc khải chứ gì?" Tôi lặng thinh, không nói gì thêm. Mặc dù cũng được mẹ bề trên hỏi, nhưng tôi không thể trả lời vì chưa đến giờ thích thuận. Nhật ký 1423. Một dịp kia, một người chị em tâm sự với tôi rằng chị muốn chọn vị linh mục kia làm cha giải tội. Chị ấy rất vui vẻ báo tin và xin tôi cầu nguyện theo ý nguyện ấy. Và tôi cũng hứa với chị sẽ làm như thế. Trong lúc cầu nguyện, tôi được biết linh hồn chị sẽ chẳng được ích lợi thiêng liêng nào từ sự hướng dẫn của vị linh mục ấy. Và trong lần gặp gỡ sau đó, chị lại cho tôi biết về niềm vui lớn lao của chị khi được sống dưới sự hướng dẫn của Ngài. Nhật ký 1424. Tôi chia vui với chị, nhưng khi chị ấy đi khỏi, tôi đã bị nghiêm trách. Chúa Giêsu bảo tôi hãy nói cho chị ấy những điều người đã cho tôi biết trong giờ cầu nguyện, và tôi đã báo cho chị ấy ngay lần gặp sau đó, mặc dù tôi phải trả giá đắt cho việc này. Nhật ký 1425. Hôm nay, tôi đã cảm nghiệm hình khổ mạo gai trong một lúc ngắn. Trước thánh thể, tôi đã cầu nguyện cho một linh hồn. Tôi cảm nghiệm một vết thương đau đớn đến nỗi phải gục đầu xuống thành bàn thờ. Mặc dù khoảng thời gian thật ngắn ngủi, nhưng nỗi đau thật ghê rợn. Mời cộng đoàn cùng hiệp ý với chúng con trong giờ khấn lòng thương xót ngày thứ sáu, cầu cho những linh hồn hiền lành, khiêm nhường và các trẻ thơ. Chúng ta cũng cầu nguyện cho các bệnh nhân, các cụ già, các tội nhân và hiệp ý với tất cả những ý cộng đoàn xin khấn trong ngày hôm nay. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến cánh tân đổi mới đời sống chúng con, tăng sức linh hồn, bồi thêm lửa mến, soi sáng trí khôn, tiếp nhận muôn lòng. Chúa ơi, khấn xin ngự đến đổ tuôn muôn ơn phù dung chúng con. Xin thương soi dẫn nhân tâm, nương theo thần khí bước trong bình an. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến cánh tân đổi mới đời sống chúng con, tăng sức linh hồn, bồi thêm lửa mến, soi sáng trí khôn, hiệp nhất muôn lòng.
Lạy Chúa, Chúa là đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con mà cho con Chúa ra đời, chịu nặng chịu trên vì con mà con đã cả lòng phản nghịch lối nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chưa cái và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dìm tội, cùng làm việc đền tội cho xưng. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thề dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con ở chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tăng vô cùng, dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, mà người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn thời quan phong Siêu Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và tang xa xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tăng vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, càng thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin sáng loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con dân yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của
khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con dân yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con dân yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con dân yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Kinh lạy mau và nương đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con. Con tin thác vào Chúa. Kinh lạy mau và nương đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con. Con tin thác vào Chúa. Kinh lạy mau và nương đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con. Con tin thác vào Chúa. Lạy Cha, Đấng đầy lòng trắng ân, Đấng duy nhân tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xung phạm thì quá nhiều, con vẫn tin thác vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là Đấng xót thương từ xưa tới nay, chưa từng nghe có người nào tin thác vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thông ngôi ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối. Mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi, lời Chúa Giêsu con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn âm ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc,
Chúa là thiên đàng, là đấng cứu đội, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tân ca của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mềm của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen. Lạy Chúa Giêsu, từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến cho Chúa, trong bàn tay từ ai Chúa, chúng con dâng hiến trọn vẹn quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, từ nay xin Chúa hãy săn sóc, bảo vệ, chở che gia đình của chúng con. Xin giúp chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa và của Mẹ Maria dân thánh. Mẹ Chúa, qua diện mạo của Chúa đây, xin lòng thương xót của Chúa chiến thắng mọi thế lực ác thần trên thế gian. Xin cho những ai khi sùng kính lòng thương xót Chúa sẽ không bị hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Ngày thứ sáu, cầu cho những linh hồn hiền lành, khiêm nhường và các trẻ thơ. Hôm nay, con hãy dâng lên ta những linh hồn hiền lành, khiêm nhường và các trẻ thơ. Hãy nhận chìm họ trong đại dương thương xót của ta. Những linh hồn này giống trái tim ta hơn hết. Họ đã thêm nghị lực cho ta trong suốt cuộc khổ nạn đắng cay. Ta nhìn họ như những thiên thần trần thế. Họ sẽ canh thức bàn thờ của ta. Ta sẽ tuôn hồng ân xuống cho họ. Chỉ những linh hồn khiêm nhường mới có thể nhận được hồng ân của ta. Ta đặc biệt tín nhiệm ở những linh hồn ấy. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, Chúa đã phán, các con hãy học nơi ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Xin trái tim từ bi Chúa che chở các linh hồn trẻ thơ, cùng những linh hồn hiền lành và khiêm nhường. Các linh hồn ấy làm cho thiên đàng phải ngưỡng mộ, vì họ được Chúa Cha thương mến. Những linh hồn ấy như đóa hoa đầy hương thơm ngào ngạt dâng lên trước tòa Chúa, và Chúa rất hài lòng hưởng hương thơm dịu dàng đó. Lạy Chúa Giêsu, xin cho họ được ở trong trái tim từ bi Chúa luôn, để họ không ngừng ca ngợi tình yêu và lòng nhân hậu của Chúa. Lạy Cha hằng hữu, xin Cha đoái thương các linh hồn hiền lành và khiêm nhường, các linh hồn trẻ thơ đã được che chở trong trái tim từ bi Chúa Giêsu. Họ khiêm nhường giống như con Cha và hương thơm nhân đức bay lên trước ngai tòa Cha. Lạy Cha nhân từ và lòng lành vô cùng, chúng con cậy vì tình yêu Cha dành cho họ, để nài xin Cha chúc lành cho toàn thế giới, hầu chúng con được ca tụng lòng thương xót của Cha đến muôn đời. Amen. Đây con là đá, trên viên đá này Cha xây giáo hội muôn đời tiên chúng. Đây con là đá, Satan sức hùng mưu ma vây vùng không làm chuyện chung. Ta hãy cầu xin cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Chúa gìn giữ người tâm cấm sinh lực và ban cho người nơi đây hạnh phúc. Đừng giao người cho ác tâm quân thù, cho ác tâm quân thù. Kinh dâng gia đình cho trái tim Đức Chúa Giêsu là vua.
Lạy đấng thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, Chúa đã tỏ ra cho thánh nữ Margarita Maria biết lòng Chúa ương ao cai trị các gia đình giao hữu, thì hôm nay chúng con đến tung hô nhân quyền tuyệt đối Chúa cai trị gia đình chúng con. Chúng con muốn từ rầy mà đi hằng ăn ở theo hành thánh Chúa. Chúng con muốn cho gia đình chúng con trổ sinh các nhân đức mà Chúa đã hứa cho kẻ giữ các nhân đức ấy được sự bình an ngay từ đời này. Chúng con muốn xa bỏ tinh thần thế tục Chúa đã luân phạt. Chúng con nguyện giữ đức tin đơn sơ trọn vẹn để Chúa cai trị chi chúng con. Nguyện tận tâm nong nảy mến Chúa và năng rương lệ cho lửa mến hằng cháy luôn để Chúa cai trị lòng chúng con. Lạy trái tim cứng trong, xin Chúa thương chủ tòa càng khi chúng con hội họp, chúng lành cho mọi việc hồn xác chúng con làm, khu trừ các nỗi âu lo, làm cho nên thanh thiện các sự vui mừng. Xin giúp đỡ chúng con trong các cơn phiền não. Lạy trái tim Đức Chúa Giêsu, nếu trong chúng con khi nào có ai vô phúng làm cứng lòng Chúa, thì xin Chúa nhắc cho nó nhớ. Chúa vốn nhân từ thương kẻ có tội ăn năn. Khi gia đình chúng con có kẻ qua đời mà phải tang sầu ly biệt, thì mọi người chúng con kẻ khuân người còn xin khâm phục lệnh Chúa đời đời gia đình. Chúng con sẽ tự an ủi lấy mình vì đã chăng rằng có ngày cả gia đình chúng con sẽ hợp nhau trên trời và hát mừng sự vinh hiển Chúa và cảm khen các ơn lành Chúa đời đời. Lạy trái tim cứng sạch Đức Bà Maria, lạy Thánh Tổ Phụ Giuse vinh hiển, xin hãy dâng việc chúng con dâng mình này lên cho Chúa. Xin hãy nhân cho chúng con nhớ rằng trọn đời chúng con đã dâng mình cho Chúa. Vạn tuế trái tim Đức Chúa Giêsu là Vua và là Cha cả chúng con. Amen. Nhìn lại ngày tháng đã trôi qua, đời con đã trốn bao phen lạc xa. Cuộc sống trốn con theo đam mê phù hoa. Nhiều khi con muốn quyết tâm chưa lối, em đọc thông ngôi Chúa ơi dù thương, mà sao con cứ mãi vững vương chân ra. Sức mạnh lòng thương xót của Chúa, Chúa ơi, giúp con được vươn tới thánh ân diệu vời. Giữa biển trời dòng tô lắc ven đôi trôi, Ngài dìu con đi về muôn lối. Sức mạnh lòng thương xót của Chúa, Chúa ơi, suốt cuộc đời con sẽ vững tin nơi Ngài. Chúa chính con hạnh phúc mãi không nhạt phai, giúp lòng con đến đâu thân. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhậm lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa châm tôi, nào ai rỗi được, bởi Chúa hằng có lòng lành. Cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Vì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân Đức Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy người cho liên. Vì người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân người thay thay. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng.
Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục và được ý yên. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.